Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em test net của sàn BigRed, thì phần thưởng là tiềm năng nha các anh em. Thì dự án này nó đã huy động vốn được 42 triệu đô từ những đối tác như là Polychain Capital nha các anh em. Thì mình được test trên nền tảng của Arbitrum. Thì để tham gia giá hôm nay tất cả anh em cần có một trình duyệt, đó là trình duyệt Wiki Browser đã tích hợp với MetaMask vào nhé. Rồi anh em chọn mạng thử nghiệm Google các anh em. Rồi anh em copy địa chỉ ví mình nhìn nè. Ở đây anh em forecast nè. Rồi anh em bắt địa chỉ ví mình vào đây như thế này. Rồi anh em bấm send me nè. Ok, lưu cấp cha nữa. Rồi sau khi anh em đã forecast được ETH trên nền tảng của Google, mình sẽ chuyển đổi cầu mạng như thế này. Anh em copy cái link này nè, link Brian nè. Mình chuyển đổi cầu mạng từ mạng ETH Google sang ATH Arbitrum Testnet như thế này. Rồi khi vào thì anh em chọn ETH Google nè. Đây thì anh em là chọn là Arbitrum Google nè. Rồi anh em muốn buy bao nhiêu thì số lượng bao nhiêu thì anh em buy. Mình sẽ buy là 0.2 đi. 0.5 luôn. Rồi giờ đây anh em sẽ swap anh em. Rồi tất cả anh em confirm swap cái nữa nè. Đọc chậm vậy. Kiên kia nè. Mình confirm swap cái nữa nghe tất nè. Rồi anh em xác nhận nè. Rồi anh em chờ nó chuyển đổi buy từ 1 đến 5 phút nghe tất nè. Rồi sau khi buy xong xuôi anh em có được visa của anh em, chỉ copy lên test này nè, bắt vào đây. Giờ đây anh em connect wallet anh nè, chọn MetaMask nè, rồi anh em chọn là Arbitrum Go Wallet nè. Mình sẽ vào đây, mình sẽ chuyển đổi của mạng nè. Ê, mình sẽ tích hợp mạng nè. Rồi anh em tích hợp mạng Arbitrum Testnet vào đó nè, phê duyệt nè, chuyển mạng nè. Rồi vô đây thì mình duyệt là swap thôi thế nè, swap add liquidity skin farm. Rồi mình sẽ beta, mình dùng con ETH beta này mình sẽ swap qua con USDC hoặc là USDT gì tỷ này mình beta list. Rồi mình sẽ swap là 0.01 vậy đi. Rồi anh em bấm chữ swap anh em. Bấm confirm swap nè. Sàn này lót ở chậm. Rồi anh em mở địa chỉ MetaMask ra anh em xác nhận nè. Ok, sàn này swap khá là mau luôn. Rồi anh em cứ tiếp tục swap qua lại từ 3 cho đến 5 lần nữa anh em. Mình sẽ swap qua đồng DAI tiếp tục 0.01 luôn. Rồi, anh em phải gì swap nè. Rồi, anh em bấm confirm swap nè. Tất cả anh em xác nhận nữa nè. Rồi tiếp theo mình sẽ đi add liquidity và skin farm nữa nè. Ok, sang swap khá là mau luôn. Anh thoát ra. Tiếp tục anh em nhấp vào phần swap nè. Anh em bấm vào phần bull nè. Rồi mình sẽ add liquidity như thế nè. Bấm vào add liquidity nè. Rồi mình sẽ add liquidity mình sẽ chọn là con USDC. Dưới đây còn con DAI.
Rồi anh em muốn chọn đồng nào thì anh em chọn anh em. Mình chọn mắt hết nè. Này là Adliquidity 50-50. Mình sẽ 0.00019. Và sorry anh em. Chấm 01. Rồi anh em bấm vào Approve Odyssey nè. Anh em mở chỉ MetaMask của anh em ra xác nhận. Ở đây thì anh em chọn tối đa nè. Tiếp theo nè. Về việc nè. Anh em approve của đồng DAI cái nữa tất cả anh em. Rồi mình mới supply, config supply. Rồi mở chỉ MetaMask của mình xác nhận. Rồi, anh em chọn tối đa đồng DAI cái thế này. Tiếp theo nè. Cái việc này. Tiếp tục anh em supply như thế này. Rồi config supply nè. Mình chỉ MetaMask xác nhận cái nữa nè. Em xin tôi ra. Tiếp theo. Cái việc. Bước này nó mới hết mấy bước cuối này anh em xác nhận đó là mới ok nha anh em. Ok. Em thoát ra coi. Còn pending. Đây mình đã add rồi mình thoát ra đây nè. Phần buôn của mình. Ok thì kiểm tra được thì anh em gọi sẽ tắt. Thì phần buôn mình đã add buôn đồng DAI và đồng USDTRIMO. Sau khi vậy mình add thì liquidity mình nó không hiện cái buôn mình lên mình add lại cho tất cả năm. Lại mình sẽ supply nè, cơm phí supply nè. Cái đồng Barra với cái đồng OC mình liên. Chứ nó không hiện ta. Rồi anh em mở địa chỉ MetaMask anh em config cái nè. Rồi anh em xác nhận cái nè. Ok mình đã add được nè anh em. Thì anh em muốn remote ra thì anh em nhấp vô đây nha anh em. Bấm vào remote hoặc là add thêm thì bấm mã ADD nha anh em. Rồi tiếp tục mình sẽ tiếp cho phần farm nè. Ôi sorry anh em phần setup chứ. Phần setup này thì mình sẽ setup đồng BRDX. Ok, mình qua phần farm trước đi, mình đã trả lời phần setup. Farm thì mình sẽ ok, đây phần setup này nè. Đây phần farm nè. Rồi, mình sẽ setup vào bull vào app thì with setup deposit vào anh em nè, anh em deposit vào nè. Thì CLB mình có được 0.4 nè, rồi mình chọn mắt anh ta nè. Rồi anh em bấm vào approve. Này gì test mình cũng không có kỹ lưỡng cho mấy. Anh em chọn tối đa anh em. Tiếp theo nè, về việc nè. Rồi anh em bấm deposit nữa nè. Rồi anh em mở địa chỉ MetaMask của tất cả anh em ra anh em xác nhận. Ok, Sipri Chanasan là ok, tức là ok, vậy là mình đã hoàn thành bước start, bước farm tới phần start nè. Thì mình sẽ bán cho start nè. Rồi mình cần deposit vào con BRDX, mình qua phần swap nè. Rồi mình swap cái con cái đồng tất cả đồng coin em qua tập đoàn BRDX nè.
Rồi mình sẽ swap lại 0.1 đi. Rồi đem swap anh em. Sao nó không hiện cơm phim swap ta? Cơm phim swap nè. Rồi thì tóm lại anh em test tất cả các chức năng nữa đây nè. Sàn này nữa sẽ ra mắt là cái phần Brave chuyển đổi cùng mạng nữa nè. Sàn này khá là tiềm năng thế nè. Mình xác nhận nè. Anh em Cloud Club. Rồi mình qua bằng Start nè. Rồi balance anh em chọn mắt anh em. Anh em muốn start bao nhiêu thì start. Anh em approve. Chủ yếu anh em test tất cả các chức năng của nó thôi. Sao approve không được ta. Rồi ok. Mời chị MetaMask mình ra xác nhận. Đây thì anh em chọn tối đa ngay thế này. Rồi anh em phê duyệt nè. Anh em bấm chọn start ngay thế này. Rồi mình confirm cái nữa nè. Start anh em chọn tối đa ngay thế này. Rồi anh em bấm tiếp theo nè. Phê duyệt nè. Rồi thì cái phần setup này mình sẽ setup xong. Khi nào anh em muốn setup thì anh em bấm vào setup nè. Bấm mắt nè. Rồi anh em setup nha. Thì tất cả các chức năng ở đây như là swap, bull, setup, farm thì anh em cứ test dạy lệnh dạy lệnh như thế này. Setup, setup, swap, sẽ qua lại bull, add thành khoản, remote nha thế này. Rồi tiếp tục gửi feedback. Rồi tiếp tục anh em gửi nhấp vào link feedback này nha thế này. Rồi thì anh em sử dụng thiết bị nào thì anh em chọn nè, ví dụ như là trên điện thoại mobile phone thì anh em chọn đây nha thế này. Rồi thì anh em đánh giá nè, tuyệt vời. Rồi thì gặp mà những cái lỗi gì thì anh em cứ ghi vào nha anh em có đề xuất gì nè. Rồi anh em bắt địa chỉ với anh em đã test vào đây nè. Rồi anh em điền username Discord của tất cả anh em vào đây, anh em bấm gỡ xong nha thế này. Ok, vậy video của mình đã hướng dẫn cho anh em test nét của sàn Paradex đến đây mới kết thúc nhé. Mình chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video tiếp theo từ mình nhé.